Tuyết Nhà xin trân trọng kính chào tất cả quý khán giả của đài truyền hình IBC đang đến với chương trình tin tức tổng hợp buổi sáng thứ hai đầu tuần do Tuyết Nhà phụ trách. Thưa quý vị, IBC TV đang phát hình trên các băng tần 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc California, 27.7 tại Houston, Texas trên hệ thống Galaxy 19 và trên màn điện toán toàn cầu IBCTV.us. Chúng ta sẽ tới với bản tin đầu tiên liên quan tới người biểu tình ở Amman đã tuần hành để ủng hộ cho người Palestine tại dải Gaza. Những người biểu tình tại thủ đô Amman của Jordan tuần hành về phía Đại sứ quán Hoa Kỳ để ủng hộ người Palestine tại Gaza. Một trong những người biểu tình tên là Mustafa Sark đã nói cuộc biểu tình để gửi đi một thông điệp tới Đại sứ quán kêu gọi chấm dứt sự hỗ trợ của mà Hoa Kỳ dành cho Israel. Theo thống kê Israel, thì chiến dịch trên bộ và trên không của Israel được kích hoạt khi các chiến binh do Hamas dẫn đầu xông vào miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái, giết chết 1.200 người và bắt giữ hơn 250 người làm con tin. Theo cơ quan y tế, cuộc tấn công đã khiến cho Gaza trở thành đống đổ nát, giết chết hơn 37.000 người, khiến cho phần lớn dân số trở nên vô gia cư và nghèo đói. Được biết, ngày thứ Sáu, Phòng Thương mại Gaza đưa ra một lời kêu gọi khẩn cấp tới cộng đồng thế giới để gây áp lực lên Israel cho phép nhập hàng viện trợ cần thiết khẩn cấp. Đảng DA của Nam Phi đạt được thỏa thuận với chính phủ đoàn kết. Lãnh đạo DA John Steenhuisen cho biết vào ngày 14 tháng 6, Liên minh Dân chủ DA của Nam Phi đã đạt được thỏa thuận về việc gia nhập chính phủ đoàn kết dân tộc với đảng dân Đại hội Dân tộc Phi sau 2 tuần đàm phán. Từng là điều không thể tưởng tượng được, thỏa thuận giữa hai đảng đối lập gay gắt là sự thay đổi chính trị quan trọng nhất tại Nam Phi từ khi Nelson Mandela lãnh đạo ANC giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 1994, đánh dấu sự kết thúc của chế độ phân biệt chủng tộc. ANC đã mất đi đa số lần đầu tiên trong cuộc bầu cử ngày 29 tháng 5 và trải qua 2 tuần trong những cuộc đàm phán hậu trường, chuyên sâu với đảng khác. Một cuộc đàm phán đã kết thúc vào ngày thứ Sáu khi quốc hội mới được triệu tập. Steenhuisen cho biết, trong một bài phát biểu trên truyền hình, ứng cử viên tổng thống của chính phủ đoàn kết dân tộc sẽ đến đảng lớn nhất trong nhóm là tổng thống Cyril Ramaphosa. Hai đảng nhỏ hơn, đảng tự do Inkatha bảo thủ về mặt xã hội và liên minh yêu nước cánh hữu cũng sẽ tham gia vào chính phủ đoàn kết. Khi đó tại Á Châu, Ấn Độ đưa thi thể 45 công nhân thiệt mạng trong vụ cháy tại Kuwait về nước. Thi thể 45 người Ấn Độ thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn ở cơ sở nhà ở lao động tại Kuwait được đưa về Ấn Độ vào thứ Sáu, khi người thân và chuyên gia tăng quyến kêu gọi New Delhi hành động, bảo vệ cuộc sống của những người làm việc ở nước ngoài và đưa người ra nước ngoài làm việc. Việc chập điện có thể là nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn vào ngày 12 tháng 6 vừa qua tại cơ sở nhà ở Mangav, thành phố ven biển phía nam thủ đô Kuwait City. Các công nhân Ấn Độ nằm trong số 49 người thiệt mạng, 33 người đặt điều trị tại bệnh viện. Gia đình tang quyến chờ đợi ở phi trường để nhận thi thể người thân. Khi tới nơi, quan tài được đặt cùng hình của những người đã khuất trên những chiếc bàn riêng biệt trong khu chở hàng của phi trường. 23 trong số 45 nạn nhân đến từ Kerala, miền Nam Ấn Độ, và Bộ trưởng Vijay Chan đã gọi vụ tai nạn này là thảm kịch lớn nhất. Trung Quốc cho biết rằng thuế bổ túc của Turkey, tức là Thổ Nhĩ Kỳ, đối với xe hơi Trung Quốc vi phạm quy định của WTO. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian đã cho biết, quyết định áp đặt thuế bổ túc đối với xe nhập cảng từ Trung Quốc từ Turkey không phù hợp với quy định của WTO và không phù hợp với xu hướng phát triển tích cực bang giao song phương. Ông Lin đưa ra nhận xét này trong cuộc họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh, đáp lại tuyên bố cùng ngày của Bộ Thương mại Trung Quốc chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ vì đã áp đặt thuế 40% đối với xe khách chạy bằng nhiên liệu và hybrid của Trung Quốc. Trong những năm gần đây, hợp tác kinh tế và thương mại Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ phát triển nhanh chóng và hợp tác thiết thực trên nhiều lĩnh vực ngày càng sâu sắc, giúp cho Turkey đã phát triển kinh tế xã hội, mang lại lợi ích hữu hình cho người dân hai nước. Quyết định áp đặt của Thổ Nhĩ Kỳ mức thuế bổ túc đối với loại xe Trung Quốc không phù hợp với quy định của WTO, không phù hợp với xu hướng phát triển ổn định của bang giao hai nước. Thưa quý vị, bản tin tiếp theo liên quan tới hỏa tiễn bắn tới từ Lebanon gây cháy ở miền Bắc Israel. Cơ quan khẩn cấp Israel đang đối phó với một loạt hỏa hoạn ở miền Bắc Israel vào ngày thứ Sáu, sau khi hàng chục quả đạn được bắn từ miền Nam Lebanon vào một khu vực xung quanh thị trấn biên giới Kiryat Shmona. Đoàn phim ghi lại cảnh đánh chặn một số hỏa tiễn bắn vào Israel và những vụ cháy sau đó gây ra trên những cánh đồng trống ở khu vực biên giới phía Bắc. Hezbollah và Israel được Iran hậu thuẫn để giao tranh gần như hàng ngày từ khi diễn ra cuộc chiến tại Gaza vào tháng 10. Nhưng ba ngày qua đã chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ sau cuộc tấn công của Israel vào ngày 11 tháng 6, làm chỉ huy Hezbollah tử vong. Những cuộc đọ súng cũng đã khiến cho hàng chục ngàn người ở cả hai biên giới phải di dời.
Thưa quý vị, như thường lệ sau đây sẽ là phần bảo trợ thương mại của những cơ sở kinh doanh đồng hành với đài IBC. Tuyết Nha sẽ quay trở lại để tường trình đến quý khán thính giả một số những bản tin nổi bật liên quan tới Tổng thống Zelensky đã nói Ấn Độ đã cử phái đoàn cao cấp tới hội nghị thượng đỉnh Ukraine. Và chúng ta tới với bản tin tàu hải quân Canada đã tới Cuba làm nhiệm vụ gì, cũng như dự báo dài hạn của OPEC trong việc dự đoán nhu cầu dầu của toàn cầu không đạt điểm cao ra sao. Và Ngoại trưởng của Đức đã nói cuộc chiến chống lại hành vi lách lệnh trừng phạt của Nga phải tiến hành toàn bộ. Và chúng ta cũng tới với cảnh sát Malaysia bắt giữ 43 công nhân Việt Nam đã làm bất hợp pháp tại những cửa hàng kinh doanh tổ yến. Xin mời quý khán thính giả tiếp tục đón xem trên đài truyền hình IBC.